Mới đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng Bùi Thị Hậu, tức Cún, chú huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, Đặng Văn Linh và Vũ Gia Hoàng, cùng chú tỉnh Vĩnh Phúc về tội mua bán người. Trước đó, khoảng tháng 2 năm 2014, các đối tượng trên đã lừa một em gái sinh năm 1997 bán cho một người đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ. Đến tháng 7 năm 2014, em gái này trở về Việt Nam đã làm đơn tố cáo các đối tượng trên. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án để củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng trên theo quy định của pháp luật.